Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Vietnam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi cuộc chiến tranh vệ quốc bắt đầu, một trong những mối quan tâm hàng đầu của Liên Xô là liệu Nhật Bản có tấn công Liên Xô từ phía đông hay không. Ngày 14 tháng 9 năm 1941, trong một bức điện khẩn gửi về trung tâm nhà tình báo chiến lược Jogi, được Tổng cục tình báo quân sự GRU cay cắm từ lâu ở Nhật Bản đã thông báo rằng nước Nhật quân Việt sẽ không tấn công Liên Xô. Tin này đã cho phép Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Xô Viết đưa 40 sư đoàn lục quân từ Viễn Đông sang bổ sung cho việc phòng thủ thắng lợi Moscow. Tuy nhiên, đây chưa phải là nước cờ cuối cùng của tình báo Liên Xô. Điều mà các nhà lãnh đạo Bộ Dân ủy Nội vụ, tiền thân của KGB quan tâm và mong muốn là làm thế nào để Nhật xa lầy vào một cuộc chiến dai dẳng ở Viễn Đông, Thái Bình Dương và dù muốn cũng không thể gây hấn với Liên Xô. Các tư liệu gần đây được tiết lộ cho thấy rằng tình báo Liên Xô đã thiết lập một mạng lưới đẹp viên đông tới 329 người cài cắm trong các cơ quan chính phủ của Mỹ. Mạng lưới đẹp viên này đã gây ảnh hưởng lớn đến chính sách của Mỹ, Nhật Bản và buộc hai nước này phải giao chiến với nhau trước kỳ hạn mà người Mỹ đặt ra và ngoài ý muốn của người Nhật. Một cuốn sách mang tên Venona nói về các đề vụ trong Thế chiến thứ hai mới xuất bản gần đây ở Mỹ cho thấy Tình báo Liên Xô đã tuyển mộ được các nhà kinh tế học nổi tiếng Harry Dexter White và bố trí ông này làm cố vấn kinh tế cho Tổng thống Roosevelt và sau đó là Tổng thống Harry Truman. Chính Harry Dexter White đã được Roosevelt hết sức tình cậy, là người góp phần thúc đẩy Nhật Bản gây ra sự kiện trên châu cảng. Romestin, chuyên gia về Liên Xô của cục điều tra liên bang Mỹ FBI và là đồng tác giả cuốn Venona đã đưa ra những chứng cứ rằng chính ngoài là nhân vật chính trong kế hoạch tuyết do tình báo Liên Xô giàn dựng với mục đích đẩy hai nước Mỹ và Nhật Bản giao tranh với nhau để Nhật Bản không còn cơ hội tấn công Liên Xô từ phía đông. Theo kế hoạch này, Quai lợi dụng cương vị công tác của mình đã thúc giục Tổng thống Roosevelt áp dụng những chính sách cứng rắn đối với Nhật Bản và ép Nhật Bản rút toàn bộ quân đội khỏi Trung Quốc. Phối hợp với Quai, mang lưới tình báo Liên Xô ở Nhật Bản cũng gây được niềm tin cho phái chủ chiến trong chính giới nước này rằng đánh nhau với Mỹ là một điều cần thiết. Ngày 26 tháng 11 năm 1941, Bộ Ngoại giao Mỹ gửi công hàm yêu cầu Nhật Bản rút hết quân đội khỏi Trung Quốc. Bị bước bách từ hai phía, từ phái diều hâu trong nội bộ Nhật Bản và từ phía Mỹ, quân đội Nhật Bản đã ra tay trước. Ngày 7 tháng 12, nổ ra trận Trân Châu Cảng, quân Mỹ hoàn toàn bị bất ngờ và gây thiệt hại nặng. Ngày hôm sau, Mỹ tuyên chiến với Nhật Bản, đây rồi, phải chiến đấu trên cả hai mặt trận. Còn nước Nhật quân phiệt sẽ không bao giờ còn cơ hội đánh chiếm vùng Viễn Đông Siberia, mênh mông của nước Nga mà họ thèm khát từ lâu. Theo chuyên gia Romestin tường thuật trong cuốn Venona, thì nếu phải giao chiến với Đức hoặc Nhật Bản, thì Stalin sẽ lựa chọn nước Đức. Hình như trong tiềm thức của người Nga, thất bại trong cuộc chiến tranh Nga Nhật năm 1905 vẫn còn mang một dấu ấn nặng nề. Do vậy, tránh được một cuộc đối đầu với nước Nhật là một thắng lợi lớn của nhà lãnh đạo Xô Viết. Nhiều năm sau khi cuộc chiến tranh kết thúc và mãi đến sau khi Liên Xô tan vỡ, ông La một cựu quan chức của KGB, đã thừa nhận rằng chính ông là người trực tiếp điều hành chiến dịch kế hoạch tuyết và giao nhiệm vụ cho ngoài hoạt động theo chỉ đạo từ Moscow. Đẩy Mỹ và Nhật Bản vào cuộc chiến là chiến tích lớn nhất nhưng không phải là duy nhất của White. trong suốt thời gian chiến tranh White đã thông báo cho phía liên xô nhiều tin tức tình báo quan trọng kiến nghị với chính phủ mỹ nhiều chính sách có lợi cho phía liên xô chính White đã tiết lộ cho phía liên xô những chủ trương của mỹ trong hội nghị thành lập liên hợp quốc nhờ đó mà liên xô đã giành được thế chủ động trong hội nghị này và trong việc xử lý nhiều vấn đề trong quan hệ liên xô và mỹ điều thú vị là cơ quan điều tra liên bang mỹ fbi tuy nghi ngờ Wai làm gián điệp cho Liên Xô. Giám đốc FBI ngay từ năm 1946 đã khuyến cáo Tổng thống Harry Truman cẩn thận với Wai. Xong, FBI lại không tìm ra được bằng chứng buộc tội. Còn bản thân Wai thì tất nhiên phủ nhận bất cứ sự liên quan nào của ông đến nghề gián điệp nói chung. Năm 1948, Wai chết vì bệnh tim và mãi đến năm 1994, FBI mới có được kết luận cuối cùng và chính xác về thân phận làm gián điệp của ông. Câu chuyện tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đó là tài liệu mật về cuộc tấn công trực diện của Mỹ vào tỉnh báo Liên Xô. Đầu năm 1981, chỉ hai ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã triệu tập giám đốc CIA casi và chỉ thị cho ông này có những biện pháp mạnh mẽ để giáng cho Liên Xô những đòn tổn thất nặng nề. Ronald Reagan nói với Casey rằng, sau đó, chúng ta, người Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát và hướng diễn biến sự kiện trong xã hội và nhà nước Liên Xô theo ý chúng ta. Tiếp theo đó, vị tổng thống Mỹ lần lượt ký ban hành một loạt sắc lệnh mật về an ninh quốc gia, chỉ đạo CIA tiến hành các hoạt động chống phá Liên Xô. Theo các sắc lệnh trên, CIA là cơ quan chủ đạo phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh không tuyên bố này. Và cuộc đối đầu của Mỹ với Liên Xô chuyển sang giai đoạn mới về chất, khi thay vì tình báo thực hiện mà chính quyền làm ra vẻ không biết thì nay các quan chức tại Washington chính thức nắm quyền lãnh đạo điều hành các hoạt động phá hoại này. Mở màn cho chiến dịch tấn công vào Liên Xô là các hoạt động nhằm tê liệt hệ thống tổ chức KGB. Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô lúc bấy giờ hoạt động ở nước ngoài. Giai đoạn thứ hai là chuyển sang tấn công KGB ngay trên lãnh thổ Liên Xô. Cuối năm 1981, lãnh đạo cao cấp CIA tiến hành hàng loạt các cuộc trao đổi ý kiến với đại diện tình báo Anh, Canada, Pháp, Tây Đức, Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Israel, Sudan, Maroc, Senegal. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc phối hợp hành động của cộng đồng tình báo trong cuộc chiến chống Xô Viết. Kết quả thật tức thời và khả quan. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, từ tháng 1 đến tháng 10 năm 1983, có đến 107 công dân Liên Xô làm việc trong các cơ quan Liên Xô ở các nước phương Tây bị buộc tội hoạt động phạm pháp và bị trục xuất. Riêng tại Pháp, 47 người bị trục xuất, trong đó có 27 nhân viên KGB và 7 nhân viên GRU, Tổng cục tình báo quân đội. Tất nhiên, đây là một hành động có chủ định và được phối hợp chặt chẽ của tình báo phương Tây. Mục đích là tạo điều kiện cho CIA và đồng minh dễ dàng tiến hành công tác tuyển mộ công dân Liên Xô đang công tác ở nước ngoài, đồng thời mở rộng mạng lưới gián điệp của họ trên lãnh thổ Liên Xô khi các điệp viên được tuyển mộ trở về Tổ quốc. Hoạt động này được tiến hành một cách công khai. Chỉ trong các năm 1981-1983, cơ quan có trách nhiệm của Liên Xô đã ghi nhận được 300 trường hợp tình báo phương Tây tiến hành khai thác, tiếp cận nhằm tuyển mộ công dân Liên Xô. Trong đó ngoài Mỹ và các nước Tây Âu, trong tâm tuyển mộ dân chuyển sang các nước thuộc thế giới thứ ba. Đối tượng chủ yếu nhắm vào những người được gọi là nhân tố mang bí mật quốc gia, những người trong tương lai có khả năng ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách đối nội đối ngoại của Liên Xô hoặc công dân Liên Xô làm việc trong các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện Liên Xô ở nước ngoài, đặc biệt những người sống và làm việc xa cơ quan mẹ, công dân Liên Xô đi du lịch, công tác, hội thảo khoa học, tu nghiệp hoặc chữa bệnh. Thủ đoạn được áp dụng rất đa dạng, từ mua chuộc, cải bẫy, bằng tiền, sắc đẹp mỹ nhân hoặc quà tặng, tác động thần kinh, tác động tâm lý đến ép buộc, khống chế. Phương châm của họ là buổi sáng đưa tiền, buổi tối giao nhiệm vụ gián điệp, buổi tối đưa tiền thì buổi sáng đưa mỹ mật quốc xã. Có thể nói, đầu những năm 1980 là một giai đoạn tình báo Mỹ đẩy mạnh hoạt động để đánh vỗ mặt Liên Xô. Tuy nhiên, phần lớn âm mưu của CIA đã bị phá sản trước con mắt tinh thường của các chiến sĩ phản gián thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô KGB. Mãi đến những năm sau này, khi Tổng bí thư Gorbachev và các đồng sự của ông ta bỏ rơi các cơ quan tình báo, từng đảm bảo vững chắc sự bình yên cho đất nước Soviet, thì các đối thủ của KGB mới đạt được ý đồ của họ.